Kính chào quý thính giả trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe bản tin thế giới do Thái Hà tóm lược. Vương thị tuyên bố Trung Quốc không có ý định thay thế Mỹ. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay tuyên bố nước này chưa bao giờ có ý định thách thức hay thay thế Mỹ cũng như đối đầu toàn diện với Mỹ trong bài phát biểu Tại diễn đàn tổ chức nghiên cứu và truyền thông Trung Mỹ ở Bắc Kinh được đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất từ khi thiết lập bang giao từ năm 1979 song hai nước có thể trở lại đúng đường. Để thực hiện được điều này, ông Vương Nghị cho rằng Mỹ và Trung Quốc không nên tìm cách sửa đổi lẫn nhau mà cần hợp tác để cùng tồn tại hòa bình giữa các mối hệ thống và nền văn minh khác nhau. Đề cập về chính sách của Trung Quốc với Mỹ, Vương Nghị tuyên bố, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Trung Quốc không bao giờ có định thách thức hoặc thay thế Mỹ hay đối đầu toàn diện với Mỹ. Hàn Quốc nói Mỹ đề cao việc đàm phán với Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc hôm nay nói rằng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên mặc dù Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định gặp các quan chức Washington theo Reuters. Ông Biegun nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại cuộc đàm phán với Triều Tiên. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết trong một tuyên bố đề cập đến Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun, Kim đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Ông Biegun đã kết thúc chuyến công du 3 ngày tại Hàn Quốc và tới Nhật Bản vào hôm nay. Ca nhiễm COVID-19 Tokyo tăng kỷ lục. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản hôm nay đưa tin Tokyo ghi nhận 224 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu mức tăng hàng ngày, cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bùng phát. Bà Yu Riko Koike, thống đốc Tokyo, cho biết một trong những yếu tố dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm gần đây là do việc mở rộng xét nghiệm. Phần lớn người nhiễm mới gần đây trong độ tuổi 20 đến 30. Trung Quốc, Trung Quốc chỉ trích Úc về vấn đề Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc hôm nay phản đối việc Úc đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông và gia hạn thị thực cho hàng nghìn người dân hòn đảo. Theo trang tin news.com.au, Trung Quốc cực kỳ Lấy làm tiếc và phản đối cáo buộc vô căn cứ cũng như các biện pháp mà chính phủ úc công bố liên quan đến hồng kông phát ngôn viên đại sứ quán trung quốc tại canberra tuyên bố đồng thời vị quan chức ngoại giao cũng chỉ trích úc can thiệp thô bạo vào các vấn đề của trung quốc tuyên bố trên được đưa ra sau khi thủ tướng úc scott morrison thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với hồng kông và luật an ninh quốc gia đồng thời gia hạn thị thực thêm 5 năm cho khoảng 10.000 người Hồng Kông đang sống tại nước này. Canberra cho rằng luật an ninh này làm suy yếu mô hình một quốc gia hai chế độ mà luật cơ bản cũng như mức độ tự trị cao của Hồng Kông vốn được bảo đảm theo tuyên bố chung Trung Anh. Thị trưởng Seoul mất tích. Cảnh sát Seoul huy động lực lượng để tìm kiếm thị trưởng Seoul Park Won Sun ngay sau khi con gái báo ông mất tích chiều nay, theo Yohab. Con gái thị trưởng Park báo cảnh sát khoảng 17 giờ 17 phút Hà Nội rằng ông đã rời khỏi nhà được khoảng 4-5 tiếng sau khi để lại những lời giống như di chúc và điện thoại của ông hiện tắt. Cảnh sát đang mở một kịp tìm kiếm toàn diện, huy động máy bay không người lái và chó nghiệp vụ. Cảnh sát hiện tập trung tìm kiếm tại khu phố Xuân Bất của Seoul, nơi tính hiệu điện thoại di động của ông Park được phát hiện lần cuối cùng tỷ phú Warren Buffett hiến tặng 2,9 tỷ đô cho các hội từ thiện. Trong một trong những tỷ phú hàng đầu nổi tiếng thế giới, ông Warren Buffett vừa hiến tặng 2 tỷ đô la cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway cho bốn hội từ thiện của gia đình và sáng hội Bill Belinda Gates. Đây là lần mới nhất nhưng chưa phải là lần lớn nhất trong kế hoạch hiến tặng tài sản của ông. Bốn phần 5 ngân khoản hiến tặng được trao cho sáng hội giấy, phần còn lại tặng cho hội Susan Thompson Buffett được đặt theo người vợ cả quá cố của ông và các hội từ thiện do con cái của ông điều hành gồm sáng hội Howard G. Buffett, sáng hội Sherwood và sáng hội Novo. Lần hiến tặng lớn nhất của tỷ phú Buffett trị giá 3,61 tỷ đô vào năm ngoái khi giá cổ phiếu của Berkshire cao hơn bây giờ. Tạp chí Forbes Tháng 7 ngày 7 cho hai tài sản với tỷ giá 71 tỷ đô la, ông Buffett hiện là xếp thứ bảy trên danh sách tỷ phú thế giới. Mỹ, Úc, Nhật kêu gọi Triều Tiên quay lại đàm phán. Các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Úc và Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động làm gia tăng, căng thẳng và quay trở lại đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân, Yonhap đưa tin tối thứ tư trong cuộc họp trực tuyến ba bên vào thứ ba bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper và những người đồng cấp phía Úc, Nhật và Linda Reynolds và Terrell Connor đã chia sẻ mối quan ngại sâu sắc rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế. Theo một tuyên bố sau cuộc họp do Lầu Năm Góc phát hành, họ cũng lên án Triều Tiên về các hành vi phạm nhiều lần các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và bày tỏ lo ngại về tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng họ không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi lệnh cấm đối với các vụ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạt nhân. Các bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, bao gồm ngăn chặn quốc gia này, vận chuyển trái phép dầu mỏ, than đá và các hàng hóa bị trừng phạt khác. Trung Quốc rút khỏi quân khỏi điểm nóng với Ấn Độ. Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy quân đội Trung Quốc đã rút khỏi khu vực nơi họ đụng độ với Ấn Độ tại thung lũng Gauwan cách đây ít tuần, SCMP đưa tin tối thứ Tư. Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technology chụp hôm thứ Ba cho thấy các lều xe quân đội của Trung Quốc đóng tại vị trí trọng yếu đã được thu về, trong khi đó một bức tường ở phía Ấn Độ cũng đã biến mất. Ấn Trung đều đã tuyên bố sẽ nới lỏng hoạt động quân sự dọc đường kiểm soát thực tế giữa hai nước. Động thái này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dova vào hôm Chủ nhật. Giữa căng thẳng Trung Quốc tìm tới Nga, Trung Quốc và Nga nên sát cánh cùng nhau chống lại bá quyền và chủ nghĩa đơn phương, Chủ tịch Trung Quốc. Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điềm đạm hôm thứ Tư theo SCMP. Ông Tập nói rằng điều cần thiết là Bắc Kinh và Moscow phải tăng cường liên lạc và hợp tác chiến lược giữa tình hình hoàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Theo kênh truyền hình nước Trung Quốc CGTN, cuộc điện đạm giữa ông Tập và ông Putin diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Trung-Mỹ càng ngày căng thẳng, bên cạnh đó mối quan hệ Trung-Ấn trở nên xấu hơn từ sau khi vụ tranh chấp biên giới căng thẳng ở vùng núi Himalaya giữa hai nước vào tháng trước. Ông Pompei không để Trung Quốc lấy thông tin người Mỹ, Washington sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo chính phủ Trung Quốc không truy cập được vào thông tin cá nhân của công dân Mỹ qua mạng viễn thông, truyền thông xã hội. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ tư, sau khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch cấm sử dụng TikTok của Trung Quốc hay không theo Reuters, ông Pompeo cũng ca ngợi hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ Google và Twitter và Facebook đã không đầu hàng trước yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Hồng Kông. Đồng thời ông cũng kêu gọi các công ty khác có động thái tương tự sau khi Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia mới cho thành phố bán tự trị. Phát biểu ông Pompei đưa ra hai ngày sau khi ông nói Washington chắc chắn đang xem xét cấm ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng hành động của chính phủ Hoa Kỳ không tập trung vào một công ty cụ thể, mà nó đó là vì vấn đề an ninh quốc gia. Huawei kêu gọi anh đừng vội quyết định về mạng 5G. Router cho hai công ty công nghệ Trung Quốc Huawei hôm thứ Tư đã kêu gọi chính phủ Anh không nên vì Mỹ mà đưa ra bất kỳ quyết định tốn kém nào để loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi dự án xây dựng mạng 5G. Động thái của Huawei được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông đưa tin Thủ tướng Boris Johnson đã nhận được báo cáo đánh giá các cơ quan an ninh về nguy cơ dài hạn khi sử dụng thiết bị của Huawei. Chính phủ ông Johnson từng cho phép sử dụng tới 35 thiết bị Huawei cho mạng 5G ở Anh với điều kiện các thiết bị này không phải là phần cốt lõi liên quan đến dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, có thể Anh sẽ chuyển sang dùng thiết bị Mỹ khi cơ quan an ninh đưa ra đánh giá về sự nguy hiểm của Huawei. Thủ tướng bờ biển Nga, đột tử ông Amadou Gon Koulibaly, thủ tướng bờ biển Nga, đã qua đời sau khi ông dự một cuộc họp nội các với các dinh tổng thống hôm tháng 7 ngày 7, ngày 8 tháng 7 theo Algeria, ông mươi 61 tuổi qua đời sau khi đổ bệnh trong cuộc họp nội các ở dinh tổng thống và được đưa tới bệnh viện. Trước khi ra đi, ông đã ở lại Pháp 2 tháng để điều trị y tế. Ông mới quay về nước hôm ngày 2 tháng 7. Ông Koulibaly là ứng viên của đảng cầm quyền RHDP trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tháng 10. el Chirira nhận định cái chết của ông có khả năng gây ra một cuộc cạnh tranh lớn giữa nhiều thành viên trong các đảng cầm quyền. Peter Vũ xin kính chào cảm tạm biệt. Quý thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau.